Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài báo mộng, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, trúng số độc đắc, đội vận phát tài, cực may, cực đỏ, ăn Tết cực to. Thưa quý anh chị Nhâm Tý thân mến, sự vất vả của 1972 là điều được định sẵn trong cuộc đời của họ khi họ phải đối diện với những gì mình gây ra, không còn có thể lảng tránh hay lười biếng mà phải hành động với đầy tính trách nhiệm và sự lo toan. Bỏ cuộc là điều không thể, có nên chỉ có cách duy nhất là mặc kệ người đời hay mặc kệ miệng lưỡi cứ vậy mà cặm cụi làm việc, hy vọng hanh thông. Tại thời điểm tháng 12 âm lịch tới đây, bản mệnh một bước lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt trọn lộc trời, tiền về ngập kết, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên, giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên cần phải thực sự biết một điều, không sẽ gặp phải họa lớn, vậy không để mất thêm thời gian, anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, định luật cây tre nôm na rằng, tre mất 3 năm đầu để lên được 2 đến 3 phân, sau đấy đến năm thứ 5 trở đi thì mỗi ngày lên được 30 cm, và chỉ mất 6 tuần để lên được 15 cm. Với 1972 Nhâm Tý, tạm áp dụng định luật cây tre vào mệnh số của họ, vì họ dừng chân tại chỗ đã khá là lâu rồi. Dừng chân không phải là không làm gì, làm chứ, vẫn làm nhiều là khác, chỉ là tự thành thì chưa lắm so với cái nỗ lực, cái gốc rễ của họ mà thôi. Này Nhâm Tý thân mến, anh chị còn nhớ có cái thời anh chị suy nghĩ mọi sự giản đơn chứ, tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được, bao lần vỡ òa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa, bao lần đạt được thắng lợi nho nhỏ về thân. Nhưng sau khi dày công kỷ luật, tất cả những thứ đấy có thể anh chị đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa. Có thể anh chị không còn nhớ bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi, nhưng đừng tự khóa lại sự bất phàm của bản thân như thế. Cặm cụi và lầm lũi, chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán kế cuộc đời, Nhâm Tý chắc chắn sẽ còn lật mình mà tiến xa. Tôi không quan tâm anh chị bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm anh chị mạnh yếu như thế nào, tôi chỉ mong anh chị luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tin chính bản thân của mình. Việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với Nhâm Tý cả. Một trong những điều mà thầy bói đã phán đó là người Nhâm Tý chưa thực sự hiểu chính bản thân họ, suốt ngày lo nghĩ cho người khác, mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân mình. Đến tuổi này rồi mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ thì cũng vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Dẫu biết cuộc sống Nhâm Tý cũng không dễ dàng gì, cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng, sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bùa vây, Nhâm Tý à, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này thôi, hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình nhé. Tháng 12 phát tài chính là thời điểm đầy triển vọng đối với người tuổi Nhâm Tý, nhiều phương diện cuộc sống của anh chị có bước cải thiện lớn lao, và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức anh chị bỏ ra từ trước đến nay, nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển. Nhờ vậy mà công việc của anh chị cũng sẽ có những thành tích đáng mừng, từ trước đến nay nếu anh chị vẫn luôn ngoan cường, chịu được nhiều khó khăn, vất vả, không than vãn, không bỏ cuộc, thì tháng này anh chị sẽ có nhiều cơ hội phát triển, năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho anh chị rất nhiều. Trong quá trình xây dựng các mối quan hệ, thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Sinh trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973 dương lịch là những người thuộc tuổi Nhâm Tý. Cầm tinh con chuột, thiên can nhâm kết hợp với địa chi tý, có nghĩa là sơn thượng chi thử, chuột trên núi. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh mộc,
Tang đố mộc, gỗ cây dâu. Tang đố mộc là gỗ cây dâu, thường dùng để nhắc đến sự thay đổi, xoay vần của vũ trụ, của cuộc đời con người, thường là những thay đổi lớn lao mà không thể dự đoán được. Người ta cho rằng trên cây dâu thì từ lá dâu, cành dâu, thân cây dâu đến quả dâu đều được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nên nhân quý mệnh tang đố mộc thường rơi vào cảnh bị động. Người mệnh này có tấm lòng bao la rộng lớn, luôn yêu thương che chở cho những người xung quanh, cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Thường cho đi không cần nhận được báo đáp, đây là người luôn lấy nhân nghĩa làm đầu, mọi hành động của họ đều đi theo con đường đó. So với những mệnh mộc khác, thì tang đố mộc của Nhâm Tý có phẩm chất tốt nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Người này giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người, dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đạt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi mộc này cũng gặp phải những chuyện trái ngang, do sự mềm dẻo trong tính cách của mình có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Mệnh tang đố mộc là người ấp ủ nhiều ước mơ, hoài bão về cuộc đời mình, họ không sợ gian khó. Khi đã xác định mục tiêu thì sẽ hết sức phấn đấu vì mục tiêu đó. Họ sẵn sàng thay đổi những thói quen của bản thân, linh hoạt thích ứng với tình hình trước mắt. Dù đặt mình trong hoàn cảnh nào, mệnh mộc này cũng đều có thể có được thứ mình mong muốn. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Nhâm Tý 1972 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 12 năm 2023, về cơ bản đây là một tháng khá thuận lợi đối với người tuổi Nhâm Tý, mọi việc tiến triển suôn sẻ, bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tuy nhiên, có thể bạn vẫn chưa đạt được đến sự đột phá. Trong công việc, nhị hợp giúp bạn xác định được rõ ràng mục tiêu, phương hướng của mình, đồng thời bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể trong giải quyết các công việc, nhờ vậy mà công việc dù khó khăn cũng dần được tháo gỡ, khắc phục. Đáng lưu ý thời điểm này, nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn, công việc tiến triển thuận lợi. Không có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều đối thủ hoặc những kẻ chờ thời cơ để công kích hạ bệ, sự bon chen, giành giật là khó tránh khỏi, nhất là đối với những người làm đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, có thể thấy rằng chỉ khi vượt qua được những điều này, bạn mới có thể trưởng thành và phát triển nhanh chóng hơn. Trên phương diện tình cảm, nhị hợp phù trợ giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, nhân duyên tốt tạo điều kiện để bạn tìm được những đối tượng triển vọng. Nếu còn độc thân bạn hãy suy nghĩ cởi mở và tích cực hơn, không cần phải quá đa nghi, tự nhốt mình trong thế giới cô đơn của chính bản thân. Hãy cho người khác cơ hội được quan tâm đến mình. Người đã lập gia đình trải qua một tháng êm đềm, vợ chồng biết quan tâm, san sẻ nhiều điều với nhau. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Tý khá đáng kỳ vọng trong thời điểm cuối năm này. Đây là lúc bạn gặt hái thành quả lao động trong suốt một năm trời, nên dư giả cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới. Thiên tài chiếu mệnh cho thấy một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Ví dụ như xổ số, rút thăm may mắn, khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn. Cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này. Quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. Đừng nên nghĩ đến việc sống dựa dẫm vào những đồng tiền may rủi này, mà hãy chỉ coi đó là bước đệm để bản thân phát triển cao xa hơn nữa trong tương lai. Người làm công ăn lương có một nguồn thu tương đối ổn định, bên cạnh tiền lương hàng tháng thì không thể thiếu được các khoản thưởng nóng, thưởng Tết. Với những người có nghề tay trái, bạn cũng được trả một mức thù lao tương đương, khiến cho túi tiền rủng rỉnh hơn trước nhiều. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khuyên bạn dù có ham làm giàu đến đâu thì cũng cần phải biết lượng sức mình và biết đâu là điểm dừng, đừng nên quá tham lam, thậm chí làm giàu phi pháp, dễ vướng vào vòng lao lý. Chuyện làm ăn không tránh khỏi bon chen, giành giật, nhưng không đến mức phải sử dụng thủ đoạn để hãm hại người khác. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, bản mệnh có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp. Hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng, hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này. Nhờ lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh hợp chiếu, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác rất suôn sẻ, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Con giáp này còn có quý nhân đồng hành, dìu dắt bạn vượt khó,
vận khí khởi sắc nên bạn hãy mạnh dạn tiến hành những việc quan trọng bằng cách tận dụng cơ hội, hứa hẹn thành công lớn, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ sẽ tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Sao Thái Dương xuất hiện càng củng cố rằng viễn cảnh tương lai của bạn đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Dù khối lượng công việc trong tháng giáp Tết sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại. Khi đã nắm được vấn đề cốt lõi cũng như vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của bản thân, cứ yên tâm là bên bạn luôn có người giúp đỡ, nên dù có gặp trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Tất nhiên sự trợ giúp đó sẽ không phải là làm thay hoàn toàn phần việc của bạn, nhưng sự chung tay góp sức, thậm chí là sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng rất hữu ích với bạn. Ở thời điểm này, nhận cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu để lên kế hoạch cho con đường thăng tiến tiếp theo của mình, tạo dựng nền tảng vững chắc cho năm tới. Chớ vì cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài, bản mệnh nên chủ động nắm bắt thời cơ, xử lý mọi việc quyết đoán, dứt khoát trước khi vận khí đi xuống. Về phương diện tình duyên gia đạo, tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch khuyên bản mệnh hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc trong tháng cuối cùng của năm này. Bạn nên quan tâm đến người khác và cho người khác cơ hội quan tâm đến mình, như vậy bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn nhiều. Các tinh thiên diêu chủ đào hoa cho thấy, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Bạn cũng có thể vô tình nhận ra ai đó đã dành tình cảm cho mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nếu bạn cũng ít nhiều có thiện cảm với đối phương, thì hãy cho người đó cơ hội. Hai người có thể bắt đầu từ việc làm bạn trước, thời gian trôi đi bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều đặc điểm, tính cách phù hợp với mình. Với người có đôi có cặp, bạn và người ấy thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hai người không chỉ giúp đỡ nhau trong các công việc nhà, mà còn đồng tâm hiệp lực với các công việc ngoài xã hội, quan hệ đôi bên gắn bó khăng khít khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù tình cảm tốt đẹp đến mấy, thì bạn cũng cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện, bản mệnh nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ quá vô tâm tự đẩy mình vào những lời đồn thổi, thị phi không hay. Về phương diện sức khỏe, có lẽ công việc bận rộn sẽ khiến sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý có dấu hiệu dần suy giảm, dù có thể bạn cũng chưa nhận ra. Tuy nhiên nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy bạn sẽ thường xuyên nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, đặc biệt là khi thay đổi thời tiết. Những căn bệnh này dù không quá nặng nhưng sẽ kéo dài khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Cách tốt nhất là hãy nghỉ ngơi và làm việc hợp lý. Không nên cố gắng quá sức kẻo đổ bệnh, thậm chí mất thêm tiền để khám chữa. Nếu có thời gian rảnh, hãy ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Bạn sẽ thấy tinh thần mình sảng khoái hơn nhiều. Khi làm việc bạn cũng không nên ngồi một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng hãy đứng lên nghỉ ngơi, vận động một chút. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đuổi. Không biết quý cô bác anh chị Nhâm Tý 1972 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Nhâm Tý 1972. Vậy, năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh Hỏa, năm tuổi 1972 là năm Nhâm Tý, mệnh Mộc, dựa trên thuyết ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, nghĩa là năm tuổi tương sinh với năm 2024, thiên can Nhâm, tương sinh với thiên can Giáp, địa chi Tý tam hợp với địa chi Thìn, đều rất tốt. Trong năm 2024 này, nam mạng Nhâm Tý có nhiều cơ hội may mắn hơn so với năm cũ, công việc sẽ đạt được nhiều kết quả tốt nếu mệnh chủ làm việc chăm chỉ, nỗ lực và có tinh thần cầu tiến, gia đạo và các mối quan hệ xung quanh cũng được hòa hợp, êm ấm. Tổng quan vận trình tử vi của nam Nhâm Tý 1972, năm Giáp Thìn sẽ gặp may mắn, tốt lành, điều này nhắc nhở bản mệnh luôn giữ sự khiêm tốn, làm gì cũng bình tĩnh và suy xét cẩn thận mỗi khi ra quyết định. Nếu được như vậy thì cuộc sống trong năm 2024 sẽ thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Tý 1972 sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để phát triển công việc, là người đức độ, thành thật, những mối quan hệ của Nhâm Tý nam mạng rất bền vững và luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng nghiệp,
Đôi lúc công việc đứng trước một số thử thách nhất định, nhưng nam nhâm Tý vẫn không ngừng học hỏi, kiên trì làm việc. Nếu có được những thành quả nhất định, mệnh chủ hãy giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn những người đã giúp đỡ mình, sống trước sau như một thì mới được mọi người kính trọng, đúng với luân thường đạo lý. Năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Nhâm Tý rất tích cực, mệnh chủ càng chăm chỉ, nỗ lực trong công việc bao nhiêu thì sẽ càng có cơ hội tăng thu nhập bấy nhiêu, dù vậy vẫn cần có sự tiết kiệm, quản lý chi tiêu chặt chẽ để tài chính dư giả, sung túc. Ở độ tuổi 53, đa số nam tuổi Nhâm Tý hiểu được rằng tiết kiệm là điều quan trọng trong cuộc sống. Việc tiết kiệm sẽ giúp bản mệnh có khoản dự trù cho tương lai, phòng trường hợp cần chi tiêu về sức khỏe hoặc các khoản đầu tư tài chính. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Nhâm Tý được hạnh phúc viên mãn, bản mệnh luôn tự trọng chính mình, hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ bản thân, tôn trọng văn hóa quan niệm sống của người khác. Vì thế nam tuổi Nhâm Tý có một gia đình êm ấm, hòa hợp. Bước sang độ tuổi này, mệnh chủ có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con cháu. Các thành viên trong nhà là bậc cao niên đáng kính, Nhâm Tý nam mạng rất coi trọng việc giữ nề nếp gia phong, duy trì những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Năm 2024 là thời điểm cần thiết để nam Nhâm Tý 1972 thay đổi cơ chế rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe ở đây là cả thể chất lẫn tinh thần, tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, sẽ giữ được cơ thể an toàn, tránh bệnh tật, tinh thần lạc quan ít tức giận thì sẽ giúp năng lượng cơ thể mạnh mẽ, không sinh bệnh, đem lại sức khỏe tốt cho nam Nhâm Tý trong năm 2024 và về sau. Trong năm 2024 này, nữ mạng Nhâm Tý sẽ có nhiều may mắn về tài lộc và tình duyên nếu cải thiện phát triển bản thân. Bản mệnh sẽ tiến bộ mỗi ngày, trong năm này mệnh chủ cũng có cơ duyên gặp gỡ được nhiều mối quan hệ tốt lành. Vận trình tử vi của nữ tuổi 1972 trong năm Giáp Thìn được hưởng nhiều thuận lợi, gặp nhiều cơ hội. Tuy vậy mệnh chủ cũng nên giữ bản chất khiêm tốn, gặp chuyện tốt thì không quá chủ quan, hành sự cẩn trọng thì mới đạt được thành công. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Tý 1972 có nhiều khởi sắc trong công việc, bản mệnh nhẫn nại, kiên cường trước mọi khó khăn thử thách thì sẽ đạt được thành công, là người lý trí, độc lập giỏi giang, nên nữ mạng Nhâm Tý xây dựng được cho mình uy tín cao, có nhiều người vì nể và giúp đỡ. Khi công việc gặp vấn đề, nữ Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cốt lõi và đơn giản hóa mọi thứ để giải quyết hiệu quả, có được thành công mệnh chủ cũng luôn tìm cách báo ơn, đối xử tốt với những người đã giúp đỡ mình. Chỉ cần giữ được phẩm cách tốt như vậy, sự nghiệp cả đời của bản mệnh sẽ đạt được lợi ích vững bền. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Nhâm Tý có tiến triển tốt, tài lộc thu được dựa trên tư duy công việc năng động, chăm chỉ và sự hợp tác tin cậy lẫn nhau với người có năng lực, vì thế nên năm này tiền bạc của nữ Nhâm Tý sẽ được dư giả. Ở tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý một số người còn đang đi làm và một số người đã nghỉ hưu về lo công việc nội trợ trong gia đình, dù là đang ở vị trí nào. Mệnh chủ cũng nên quản lý tốt tài chính cá nhân để luôn trong trạng thái chủ động, sống cần kiệm sẽ tu dưỡng được bản thân, làm gương cho con cháu, tích phúc đức lâu dài. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Nhâm Tý êm ấm, hạnh phúc, mệnh chủ nên giữ tâm tính tốt, luôn khoan dung, rộng lượng với con cái và những người thân bên cạnh, thì không khí gia đình sẽ luôn vui vẻ, hòa thuận, những dịp gặp gỡ, những bữa cơm quây quần, những phút giây cùng nhau trò chuyện sẽ tạo thêm kỷ niệm gia đình ấm áp, tâm tình rộng rãi, rộng lượng hiểu cho lớp trẻ, đặt mình trong hoàn cảnh người khác để động viên từng nỗ lực, dù là nhỏ nhất của người thân sẽ giúp tình cảm gia đình ngày càng mặn nồng. Bước sang tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý nên ưu tiên sức khỏe của mình lên hàng đầu, quý trọng cơ thể rèn luyện tâm tính điềm tĩnh. Việc ăn uống phải điều hòa thì sẽ có lợi cho sức khỏe, muốn nuôi dưỡng cơ thể tốt thì bản mệnh nên ngủ đủ giấc. Sáng sớm dậy tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất sẽ giúp tinh thần khoan khoái, khí huyết lưu thông. Năm 2024 là lúc thích hợp để nữ Nhâm Tý chú trọng vào việc dưỡng sinh, nuôi dưỡng sức khỏe về lâu, về dài. Và bây giờ xin mời quý cô bác các anh chị tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Nhâm Tý tháng 12 âm lịch 2023. Tuần này con giáp tuổi Nhâm Tý biết đánh giá lại những lợi thế và hạn chế của mình, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi. Người đang tìm công việc có thể gặp may mắn, có hướng đi ổn định trong thời gian tới. Điều quan trọng là dựa vào năng lực bản thân, đừng trông đợi người khác. Con giáp tuổi Nhâm Tý trải qua cảm giác thất vọng trong chuyện tình cảm. Bạn cần xác định rõ ai là người đáng tin cậy, ai là người không đủ tốt đẹp,
để bạn trao gửi những cảm xúc tích cực nhất của mình. Đây là tuần bạn nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn. Bách Việt mang lại cho bản mệnh cơ hội để phát triển tốt mối quan hệ của mình với mọi người. Vì bản thân là người có sức hấp dẫn đối với người khác giới, nên bản mệnh cần thận trọng kẻo vướng vào chuyện tình cảm với người đã có gia đình. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần, khiến con giáp tuổi Nhâm Tý gần như muốn bỏ cuộc, không dám đứng lên chống trả với những lời chỉ trích của bất cứ ai. May mắn là sau đó bạn lấy lại được thăng bằng và cuối tuần bạn sẽ dần bình phục trở nên mạnh mẽ hơn, biết bỏ qua những thị phi để khẳng định vị thế của mình. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 15 đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Thân, con số may mắn nam 7, 38, 77, 05, nữ 8, 63, 20, 78. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tý tháng 12 âm lịch 2023. Người tuổi Nhâm Tý may mắn nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời trong tuần này. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen. Nhưng trước hết hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn đó và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã qua. Thời gian này bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt, quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình, nên biết cách tiến lùi phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình. Nhờ có tả phù trợ mệnh nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn, có thể thấy khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều. Xem tử vi trực tuyến, ảnh hưởng của thiên cầu gây ra những tác động không tốt như vấn đề về sức khỏe hoặc những thông tin không vui khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Hợi, con số may mắn nam 4, 49, 85, 16, nữ 2, 87, 33, 50. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tý tháng 12 âm lịch 2023. Công việc đòi hỏi con giáp tuổi Nhâm Tý tiếp xúc với rất nhiều người trong thời gian này, đó là tác nhân khiến bạn mệt mỏi. Không có thời gian cho riêng mình, bạn sẽ cần rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Tuần này con giáp tuổi Nhâm Tý có xu hướng trút hết buồn bực lên một nửa của mình. Lời khuyên cho bạn đó là nên kiềm chế tính cách nóng nảy gây tổn thương cho người khác khi nói năng thiếu suy nghĩ. Bản mệnh không nên xem thường sự ảnh hưởng của đại hao trong tuần này, khiến bạn chi không ít tiền cho những khoản liên quan tới sinh nhật, cưới hỏi, mua sắm cho dịp lễ Tết của cuối năm. Bạn khá lo lắng khi khoản chi thì nhiều, nhưng khoản thu vào không đáng là bao, nhưng may mắn khi có thiên tài xuất hiện vào những ngày đầu tuần đã bù đắp cho bạn khá nhiều khoản tiền. Dòng tiền bắt đầu đi vào nhờ vào việc bạn chăm chỉ gia tăng thêm nguồn thu nhập trong thời gian qua. Tuy kết quả hiện tại không nhiều, nhưng cũng đủ giúp bạn vượt qua khó khăn ở hiện tại. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 17 đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ Ngọ, Tuất, Hợi, con số may mắn nam 4, 71, 15, 30, nữ 2, 28, 53, 47. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tý tháng 12 âm lịch 2023. Một tuần mới có vẻ an nhàn hơn trước đây khi con giáp tuổi Nhâm Tý đã tháo bỏ được một số áp lực tiền bạc hoặc công việc. Có thể thấy đây là tuần để học hỏi làm việc với những nhân vật quan trọng, giúp bạn có thêm kiến thức và kinh nghiệm. Chính ấn xuất hiện vào đầu tuần mang lại tâm trạng vui vẻ, háo hức cho con giáp tuổi Nhâm Tý muốn thực hiện những dự án mới. Lúc này nên cố gắng thực hiện ngay vì cuối tuần dự đoán lại có những trở ngại phát sinh, khiến bạn khó khởi động bất cứ việc gì. Người tuổi Nhâm Tý có chút chạnh lòng khi không được quan tâm, chăm sóc như người khác. Tuy nhiên, nếu bạn đánh giá lại thì người ấy cũng đã rất tốt với bạn. Có thể là cách họ quan tâm và yêu thương bạn không giống như kỳ vọng của bạn mà thôi. Hãy sống thực tế hơn một chút bạn nhé. Tiểu hao xuất hiện lúc này cho thấy có nhiều chi phát sinh trong tuần này đó. Có thể là khoản liên quan đến mua sắm lặt vặt trong nhà, như giấy vệ sinh, thảm trải nhà, vài đôi tất, áo len cho mùa đông. Bạn có thể chủ quan vì nghĩ rằng chúng ít tiền, nhưng tổng số tiền cần chi lại khá lớn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu, quý nhân phù trợ Dần, Thân, Tuất, con số may mắn nam 6, 93,
02 55 nữ 9 30 77 26. Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, những câu nói hay châm ngôn về nhân cách sống, đừng vội đau khổ khi có một ai cứ liên tục làm bạn tổn thương. Những lời nói sát thương ấy đôi khi lại giúp ta trưởng thành hơn nhiều, trở nên mạnh mẽ mỗi ngày, và rồi lời nói của đối phương sẽ không còn sức nặng đối với bạn nữa. Nó giống như cái cách tờ giấy nhám giúp ta sáng bóng hơn, còn chính bản thân nó đang tự mài mòn và tới một lúc sẽ bị vứt đi. Ném bùn vào người khác, muốn họ bị bẩn, thì trước hết chính bản thân bạn cũng đã bẩn tay rồi. Tôi không biết chìa khóa thành công là gì, nhưng tôi biết tôi sinh ra không phải để cố gắng làm hài lòng người khác. Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn. Hãy đối xử tốt với mọi người một chút, như rằng ngày kia nữa thôi. Chúng ta đều sẽ trở về với cát bụi, có hối hận hay luyến tiếc cũng muộn rồi. Hãy nói nếu bạn có những lời lẽ mạnh hơn, nếu không hãy im lặng. Một phút bạn tức giận tức là bạn đã vĩnh viễn mất đi 60 giây hạnh phúc. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an. Mỗi khi vấp ngã, tôi thường tự nói với mình rằng phải nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp thôi, vì chỉ có bước đi mới có thể đến đích. Cùng lắm chỉ là thêm vài lần vấp ngã để lại đứng lên, còn nếu nằm đó, tất cả những gì tôi nhận được chỉ có thể là những tiếng sầm sì. Đừng lo sợ khi xung quanh bạn chỉ là bóng tối, bởi vì bạn là một ngôi sao, bóng tối chính là nơi khiến bạn rực rỡ nhất. Hãy mạnh mẽ, kiên cường và tự mình học cách tỏa sáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.